này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Mà đúng với ai luôn nè mọi người. Oh my god, oh my god. Chạy sao ta? Chạp vô cái tam ơi. 2 1 Biến hình. Đại biến hình. Đâu? Ui, biến hình đây. Nghe rất gần đây. 1 Biến hình. Đại biến hình. Nghe siêu gần đây luôn. Gần thì gần nhưng mà gần sao biết được. Gần thì gần nhưng mà mắt làm sao biết được. Chỉ là kêu chữ K, tại vì chữ K nó cũng có nghĩa là chữ K Ron. Ê, chị cũng là chữ K nè, chị cũng đang làm chữ K thật luôn á. Chị cũng mặc dù còn rất là nhiều thời gian, nhưng chị gợi ý cho em luôn. Không biết, tôi nhìn nó không là ai luôn mọi người. Oh my god, ai đây? Không có ai đâu, trời ơi trời. Tại trừ mình không kiếm được ai luôn á. Ê, tôi thấy ai chạy nhanh quá, nhảy bắt cua luôn kìa. Trời ơi, nhảy đang nhảy tưng tưng luôn kìa. Chị chứ ai em ơi, chị chứ ai. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nói gì vậy? Sao cây thở vậy? Hình như đang đứng kế bên ai đó. Ủa? Sao cây này thở vậy? Xin đánh trúng em luôn, nó xui dễ sợ. Cái đứa nghe yên thôi. Cuộc sống em ơi, do em xui thôi, do em xui thôi em ơi. Kiểm sắp gậy các bạn ơi. Trời ơi, chạy hồi hộp, hồi hộp. Hồi hộp thật sự. Mà đúng với ai luôn nè mọi người. Oh my god, oh my god. Chạy sao ta? Mình đang đi uống. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Xíu ơi, xíu ơi, xíu ơi. Vừa rồi em vừa đánh chơi cái chữ ca đúng không chị đó? Ủa chị ơi,
muốn tìm đã chiến thắng. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy mèo Simmy phải khóc thét như thế này. Trời ơi, khổ lắm luôn á, mọi người vô đi, biết liền à. Em á là em á là em nghĩ là chúng ta nên có một quyền trợ giúp Mui ơi, chứ như thế này. Đúng rồi, tính gà, chưa có gợi ý. Đây, để em muốn gợi ý như thế nào nè. Quyền gợi ý chính là sau 1 phút là phải đổi chữ cái khác đó. Tôi quên, trời ơi, tại sao tôi lại quên cái luật này ta. Tôi vô và tôi thôi mình sẽ nhắc cái nhẹ nha. Mình sẽ nhắc cái nhẹ nha mọi người. Ok, và sau một hồi chỉnh sửa xé nhát thì tôi đã chỉnh chế độ thành là bỏ bi phun, bỏ hồi máu. Và chúng ta sẽ có là không hồi máu nữa này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ mỗi 1 phút chúng ta sẽ đổi 1 lần nha mọi người. Chứ còn nếu không thì cũng khổ thân người đi tìm thật sự luôn, nó rất là khó. Ê, nếu mà chúng ơi, ta em thấy chơi là... Simmy khóc rồi. Em thấy cái người đầu tiên mà lúc nào chơi cũng là cái người thiệt thòi nhất. Phải tới cái trận thứ hai nó mới đàng hoàng. Ôi ơi, Simmy khóc rồi, Simmy buồn tuổi rồi kìa. Em khóc trong lòng mà không sao. Cái này nó là random, tức là em có thể là random theo kiểu mà em có thể được làm người đi trốn lần là đi tìm lần nữa đó. Yên tâm xin một đầu okay. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trận thứ hai trong 3, 2, 1 và người đi tìm sẽ là ok, bây giờ tôi sẽ trốn ở đâu ta? Sam ơi Sam. Ê, tôi phát hiện anh em tôi đi trong khu này rất là nhiều nha. Ê, thấy không người không? Để tôi chiêu Sam nè. Sam ơi, nhìn nè Sam sau lưng nè, Sam ơi, sau lưng nè. Hello Sam ơi nha. Anh ông CEO. Ê, trai, đây là đường cụt. Đường cụt quá rồi, sao hả? Đường cụt quá rồi. Ngược lại, cái gì đâu. Chị bình tĩnh. Trời ơi, chị đừng có nói. Trời ơi, chị ơi. Đứng đi chị gái. Ok. Chị cứ bỏ ra là một cái khối bình thường là người ta sẽ nghĩ chị là người bình thường. Sam ơi, nhìn nào sau lưng nè. Thật không? Thật à? Chị yêu em, chị hay ra ngoài này. Chị yêu em, chị hay ra ngoài này.
chị không ra đây, chị không yêu em rồi, chị có ra không? Chị thấy nhưng mà mặc dù là chị rất yêu em nhưng mà nếu mà chị nhường cho em thì đấy lại thành kiểu bị gian lận á, bị như thế thì không công bằng với những người khác. Thì nói yêu người ta, nó thương người ta mà không ra đây gặp người ta là ghét người ta rồi. Không, không có, chị đâu có đâu. Được, trời ơi, vui. Chị là chị là chữ y đó, em tìm một chữ y, em tìm một chị nha. Y tôi thấy hồi trừ mà tôi không biết ai với bạn, tại hồi trừ chữ y cũng chạy lóc nhóc vậy đó, không thấy ai. Cái này người ta gọi là người chị đã chơi theo IQ vô cực, ngoan cổ mậy mà không phải mậy. Yeah! Chị thấy lú không? Thấy lú không? Thấy lú không? Thấy lú không? Sam ơi, Sam ơi, Sam ơi, Sam, Sam biết gì không? Cái chỗ mà chị với mọi người bị kẹt á, chị vẫn đứng ở đấy. Chị đâu có đi đâu đâu. Chị chà, chị bảo chị đi nhưng mà chị đâu có đi đâu đâu. Xạo chết, trời ơi, thật là xạo. Trời ơi, em ơi, bây giờ mình chơi game là đâu phải đấy, đấy đúng không? Là mình phải lừa đảo một xíu mình mới thoát được, chứ đâu phải làm ấy được. Vấn đề là ở chỗ em biết không? Lúc mà em vào đằng trong cái ngõ là lúc đấy chị với Kai đứng ngay đấy luôn, và chị biến hình ngay cái lúc mà em đang đứng ở đấy luôn. Mà lúc mà em bảo là gần đây á, là chị đứng ngay cạnh em á. Chết rồi. Bình thường á là tôi trốn hay, kiếm cũng hay nữa, nhưng mà tôi cái trận này tôi không muốn kiếm tí nào á, tôi không muốn kiếm. Kiếm sao? Và chúng ta đã xong trận 2 và Sammy chúc mừng Sam tìm được tận 3 người. Ghê nha, cái này đỉnh nha mọi người. Rồi, và bây giờ chúng ta đến với trận thứ 3. Ok, và trận đấu thứ 3 bắt đầu trong 3, 2, 1, bắt đầu. Sao Sam lại được làm mà không phải là tôi ra? Tôi có muốn làm chứ mà. Hello. Chị ơi, em nghĩ là ở trong đây không ai muốn đi tìm đâu chị, tại đi chìm là nó ghê ác mộng lắm. Đúng rồi, nó ác quỷ lắm. Mà chị cũng muốn thử một lần à. Rồi chị thử đi. Giờ chị đừng cho Sim làm, chị thử đi. Ô, hello. Vấn đề là bạn rất là hoàn toàn là chị là sao mà biết được rồi. Ok, so Kyron rồi. Ok, ok. Lỡ rồi, đừng đi. Đổi màu đi, Kai, đổi màu, rủi. Ok, 60 giây, lúc nãy là 208 đúng không? Không được chưa không, Sim ơi, không được chưa không, đánh không đi. Cái gì vậy? Đây là Kai hả? Mà ác quá vậy Kai. Ủa đây là mình phải là anh em với nhau không Kai? Ủa đây là cái đó là thao túng lý chị. Bây giờ lướt qua tôi cùng quá mọi người ơi. Ủa chữ này phải có tôi không? Ấy chữ này phải không? Hello, tôi đang nhảy nè. Ok, 4 giây lướt đến đây. 3, 2, 1, đến đây. Tôi sợ quá mọi người ơi. Rồi sao ông Sim mất dấu Kai rồi? Ủa đâu vậy? Trời ơi, khả năng lẻn lách của Kai. Bây giờ tôi chỉ chờ Sim đuổi theo những người khác. Ai đây? Tao chưa ai đang chạy ấy. Hello, bà rồi. Em nói rồi, đi tìm ở trong cái game này là ác mộng thiệt luôn á. Ok, thế thì lần sau, để lần sau chị cố thử xem là chị có được làm không. Chứ cái này là hên xui à, chị không biết nữa. Ủa, chữ là chữ nào vậy? Trời ơi, Sim ơi, bây giờ tàn sát hết tất cả những cái chữ ở trong cái nhà. May quá, tôi chạy ra ngoài kịp. Trời, may quá. Ai à? Em. Ôi, 3 giây luôn đến hình nha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đến đây, ôi. Em sẽ biết cái này. Hello em, chị ở đằng sau em là Kai. Ủa, Sim đâu rồi ta? Sao không thấy Sim nhỉ? Kai là mèo Simmy. Rồi bây giờ là chúng ta đi tìm lại này. Bây giờ chúng ta phải đi tìm ngược Sim ngược lại này. Sim đánh vô tình, Sim vô tình đánh rồi mà trúng em kìa. Trời. Ủa chứ em là em đi rồi hả? Ủa nó kêu vậy? Ủa Kai ở trong đó hả? Chị tưởng có mình chị à. Ủa là ai vừa đi vậy? Là ai vừa đi vậy? Em với Sam. Em là tôi. Đi cùng lúc luôn ghê trời. Thôi mà cứ như vậy. Là Sim vô tình đánh thôi, thì em đi ngang qua Sim bật em cái em đi luôn. Đi ngang có gì vậy Kai? Nghe trời. 5 4 3 2 1 biến hình. Ủa Phong cần cũng bình thường chứ mọ. Phong cần cũng bình thường. Phong quá là Phong là Phong đâu có chốt. Phong là Phong
ông làm ông đi ngay không chọc phải không? Xin mời xin lên xin mời xin lên xin lên xin lên. Nhưng mà mọi người biết sao, nói thế thôi chúng ta muốn đi tìm xem mà. Đây đẹp đi kiểu Phong chữ U đúng không? U đó rồi. Phong Phong tiên biến dạng hóa xin ơi, đừng tin. Người ta đổi rồi bà ơi, người ta đổi rồi. Đúng. Ôi cái này tìm khó thật nha. Rồi tạm biệt rồi, tạm biệt ông Phong rồi. Phong ơi, cha chị với Phong ơi. Phong ơi, cha chị chị là kiểu em nè. Chị ở đây nè. Chị ở đây nè. Phong la tới nỗi, Phong la tới nỗi mà em kế phòng Phong còn nghe luôn chị. Nghe đất bồ hai lần la rồi không? Sao? Lúc nãy chị tưởng Phong sẽ chạy thoát là chị ra chơi với Phong, ai ngờ đâu Phong bị tạch cái nên chị phải chạy ngược lại. Múa kiểu ui ghê vậy chị đã xem rồi. Trời ơi, đất bồ kêu và giúp Phong cảm giác. Cao này đỉnh. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng chơi đến trận cuối cùng nha, thử xem. Tôi muốn làm người đi tìm. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đến với nơi mới. Tại vì khu lúc nãy cũng bị uýnh khá là nhiều bạn chữ cái rồi nên là không còn nhiều nữa. Thì tôi đến tới khu mới nha, để làm mới luôn nha mọi người. Rồi ok, và khu này khá là rộng nhưng mà được cái là nó thoáng. Còn dễ khu nhìn bên kia thì nó khó là khó nhìn. Dễ chạy. Đúng, dễ chạy. Ok, và chúng ta bắt đầu chờ trong 3, 2, 1, hy vọng tôi làm được làm người đi tìm. Ôi ủa cái gì vậy? Sao hai chị Minh Tu thay nha, tìm nha chị ơi. Ủa? Em từ nãy đến giờ toàn là sim sam đúng không? Tôi nghe thấy bút này á. Cái gì á? Sam hãy nhìn thẳng vô mùa hoa đó. Sam có thể thấy được rằng là Phong chạy vậy nè. Sao? Ủa ai vậy? Không phải là cây nữa hả? Em với ai vậy? Ok, thế thì chúng ta cùng đến hàng biệt đội chứ ai rồi. Ủa gì vậy? Hình như đội người ơi. Ủa đội người đi tìm được hả? Rồi, nhưng mà đội người đi tìm tại sao là cá môi bị tìm? Ê, cá môi cũng đi tìm mẹ, cá môi cũng là người đi tìm. Rồi xong. Ok, nhưng mà thế thì ta muốn cũng là người đi tìm ha. Ui, game này ghét thế. Để em biến thành người đã em. Oh my god, hả? Ok, và bây giờ Sammy là người đi trốn rồi đó. Đó, lúc nãy ai? Ai bắt nạt em chị? Ai? Cai với Phong cận ra đây. Phong cận với Cai với chị cho mùi á. Tôi muốn bắt nạt em. Ê, chị có bắt nạt em đâu, không có. Không có. Nói chị nghe nè Môi, giờ em tuyên bố thẳng luôn. Chừng này chị không kiếm được em. Em trốn một cái chỗ nó kín lắm, nó kỳ lắm. Ghê quá vậy. Ủa ai vậy? Ủa Sammy to rồi. Tao trốn trong nhà mà cũng tìm ra gì bà nào ấy trời ơi. Trời em ơi, thì ai mà em trốn ở đấy. Trời ơi, em trốn ở ngay cái cửa, đầu cửa thì chuẩn bị bắt là đúng rồi. Sao cái trời. Ok mọi người biến hình nè. 4, 3, 2, 1. Biến hình nha mọi người. Tôi biết chỗ cai chủ không biết, biết. Phải ở đây không ta? Tôi đoán ta. Mày đâu? Sao cái chữ ca nó quánh em vậy? Thì em đứng lại đi. Không, chị ca người hay sao á? Chị ca
Các bạn ơi, thấy không? Tôi có thể theo dõi được Camui đang đi kiếm nè. Trời ơi. Theo dõi được Camui. Sammy đang bay vòng vòng. Sammy đang bay vòng vòng đúng không? Phải cay không? Coi như tôi đoán chị mà đoán đúng cay là chị có vào đâu luôn rồi. Coi coi. Uống phải hả? Trời ơi. Trong đó thì ông nội người ta tìm ra thật. Trời ơi, cay ơi, giữ gì cay? Trời ơi, gì thôi. Thế là trốn ở đâu vậy? Trốn ở đâu vậy hả? Ủa không cần không cần mất tiêu hả? Không cần thua hả? Rồi. Ủa không bị xin mũi nhả? Tội thế. Khổ thân quá nhở. Ai bị em quấn tay không nhớ nữa. Tìm ai? Tìm ơi, cái bọn em đang ở đâu thế? Thua rồi. Cái chết rồi chị ơi, em tiêu diệt rồi này thì trốn ra xa lắm. Cái là chỗ nào xin, chỗ nào xin, chỗ nào xin. Trong nhà chỗ cao nhất. Trời ơi. Trong cái nhà mà chỗ cao nhất hả? Nhà nào vậy? Nóc nhà. Nhà này đó, cái nhà này nè đó. Trời ơi, tôi là tiếng tới chịu, tôi tới chịu mà đứng trong đấy tôi đáng ghi rồi. Trời ơi, Sim ơi, chị ơi. Lúc mà Sim đánh em là em đã cố tình im lặng rồi. Nhưng mà Sim đánh em còn có 3 tim bắt buộc em mới chạy. À, là vậy á hả, là vậy á hả. Trời ơi, mấy khi mà chúng ta tăng người đi tìm cái là cảm giác game nó dễ hẳn đúng không? Trời ơi trời, nhưng mà đặc biệt quan trọng là Sim mà. Chứ còn nếu là Camui thì Camui cũng không có tìm nha. Vừa rồi là Camui chịu tay, chịu bó tay với cả Kairon nữa. Nhưng trời mà ơi, mua em ơi. Biết vậy em đánh cờ 3 tim cho em đứng trong nhìn cái. Mẹ sức kìa, đúng rồi, em phải giả bộ, em không biết cho Sim. Trời ơi, vậy rồi. Ok, và chúc mừng Sammy, người chơi cuối cùng đã chiến thắng nhé. Nhất là các người chơi bị xây ngáp đầu tiên là người chơi rồi nhé. Anh Cận, anh có muốn được làm người đi tìm thử một lần cho biết không anh Cận? Chết rồi, không tiếp nữa. Khóc quá, khóc quá vậy. Oan ức quá, oan ức quá. Ủa sao lại oan ức, oan ức gì? Dạ, ủa Mùi ơi, bây giờ mình còn một trận cuối đúng không? Ok, đúng rồi, còn một trận cuối đây. Thử xem nào. Ngon mời mình với bạn đi kiếm. Dữ. Dữ mà. Ok, chị em làm chơi không? Dám chơi không? Chơi. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ bọn mình sẽ tìm kiếm bán nào mà Kai Ron với cả Phong Cận được làm người đi tìm. Và bọn mình sẽ thử xem là có tìm được bọn mình hay không nha. Và theo các bạn, liệu hội chị em sẽ thắng hay là hội anh em thắng đây? Các bạn hãy thử comment dự đoán phía dưới cho mọi người. Trời ơi. Ok, và trận đấu cuối cùng của chúng ta bắt đầu. Yes. Ôi, không phải đứa bạn đi tìm thật nè. Kairon ở trong đây, Kairon không được đi ra ngoài. Ok chị gái, ok chị luôn, ok. Ok em trai luôn. Ok, và bây giờ Kairon và Phong Cận sẽ là người đi tìm nhé mọi người. Ok. Cười này nó không muốn đau. Nãy giờ á, nãy giờ là tôi đã nhường chị em nhiều rồi. Nãy giờ giả bộ thôi. Giờ mới chết thiệt nè. Kiếm xong đừng khóc nha, hứa nha, đừng khóc à. Đây, quá. Tại cái này là mình chơi hay lắm. Không, cái này cái chơi hay lắm. Cái chơi đồ sát luôn mà. Đó, giết hết mấy người đi mèo. Chạy, chạy nè, đứng lại, chạy đâu chạy. Ai vậy? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Mọi người mình thấy rồi. Mình đang đuổi chi? Chơi này là gì? Chơi này là mèo Simi. Sim, đừng có đánh Sim à. Đấy. Chơi rồi, chơi à. Chơi à. Ủa, cái này. Chỉ là một người đến sao? Sao coi mình bạn phải không nghe. Nghe hai tay con trai để đi tìm một con gà đáng sợ. Đúng rồi. Ủa? Còn nửa tim thôi. Còn nửa tim rồi à, trời làm chết luôn á. Cay bị boss đánh rồi á. Oh my god. Trời ơi, ba đi luôn. Ảo luôn á, ba đi luôn. Ảo luôn mọi người, tức là hai người kẹt mình luôn á mọi người. Ôi Sim cứu được mình, cảm ơn Sim. Trời ơi, đẩy. Ôi Sim cứu được hả? Đỉnh nhớ. Được, em cay được mà chị. Thầy được, thầy được. Xin lỗi mọi người, tôi không thể giúp được mọi người. Xin lỗi. Không sao, em còn sống vậy rồi. Ok, chính ra lớp đến hình nè, chính ra lớp đến hình nè. Mình chỉ là một người đến sao? Tôi chịu rồi. Thấy ơi, thấy ơi. Ôi ca, chữ ca.
mày là sao? Mày là sao? Ủa, khoan vậy, hồi nãy tôi đánh ai vậy? Không biết. Hết luôn rồi ơi. Em có đánh ai đâu? Chạy ra. Ủa rồi rồi. Bây giờ mình chỉ có đúng 3 tim thôi á. Giờ mọi người chém mình một cái là mình bay luôn. Còn nửa tim Phong chọn cho cái chết luôn xin. Đi chơi thôi đi Phong. 3 Múa à? 2 Múa à? 1 Biến hình. Rồi, tôi nhốt không nè, đừng ra. Ê! Đừng ra. Đừng ra thôi. Để mua phá, để mua phá. Oh my god. Đi đi chơi, đi chơi, đi chơi. Có lấy sim, có lấy sim, chém mình sắp thắng rồi. Đánh giá. Đi ra cái, đi cắt. Cố lên chị em, cố lên. Thắng rồi. Thôi em ngồi okay, nhiều em ngồi múa thôi. Đây cho tôi, bạn cho cái cam của Camui và cam của Sim chỉ ở hai bên nha. Đó. Thôi không rồi đi chơi tôi được không ơi. Bây giờ Phong ơi, Phong ơi, bây giờ Sam rủ em đi chơi, em có đi chơi không? Đi nè Phong ơi, đi. 15, 11. Bye.